Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Gaspicom. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Gaspicom cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của gas Vietcom Cao lỏng hỗn hợp 200mg tương đương Lá khôi 800mg Lá cỏ lào 800mg Khổ sâm 480mg Dạ cầm 200mg Tam thất 50mg Aluminium hydroxide 120mg Magi Hydroxid 80mg Nano Curcumin 10% 20mg Simethicin 20mg Natri Carbonate 16mg Piperin 2mg 5-HTP 2mg Công dụng Hỗ trợ giảm axit dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm loét dạ dày, tá tràng, đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, đau thượng vị, trào ngược. Chỉ định. Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, đau thượng vị, trào ngược. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Ngày dùng 2 đến 3 lần, mỗi lần 10 ml. Uống trước khi ăn 60 phút hoặc uống khi đau chống chỉ định, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Gasvitcom, đồng thời biết cách sử dụng Gasvitcom sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.